Chị xin chào bà cô chú đi. Xin chào bà mà cô chú con chơi. Cái gì? Con đi đâu? Con chơi. Con chơi, con chuẩn bị đi học đúng không? Hello cô chú anh chị, sáng nay em chị chuẩn bị đi học nè. Ba chị thì tuần này sẽ làm việc tại nhà nhưng mà làm trên lầu. Sáng ra sẽ 8 giờ có cuộc họp sớm của chú anh chị. Cho nên là hôm nay Kim sẽ đưa chị đi học ha. Sáng là làm ly sữa chú. Hôm nay Kim đã sử dụng những cái tiện nghi trong nhà bếp rồi. Lò nướng với lại cái lò vi sóng thì dùng được nè người. Cái cây kia không nào? Em cắt cho cho. Này cầm lên không mẹ. Lấy trái cây cho ăn nha. Giờ đây chị học chị hái cho lên với mẹ ha. Đi với bên kia đi. Nè tin nè. Nó có ăn nha. Sữa đây nè. Chị uống sữa đi. Để mày cắt cái đó mới được. Bưng hai tay lên đổ. Rồi ăn cái nào? Ăn nào. Anh chị có cái đồ chơi này nè của chúng chị. Cái này kia không biết là người ta làm từ cái gì, nó giống như bằng nhựa vậy đó mọi người, nhựa trong. Xong rồi cái hộp để màu vô đó. Rồi cái bảng này nè, giống như có đèn led ở dưới đây nè cô chú anh chị. Xong rồi khi mình gắn những cái cục này vô nè, đèn nó sẽ sáng lên. Có rất là nhiều hình mẫu mọi người. Đây ví dụ như cái hình này là hình chiếc tàu nè. Gắn vô. Bây giờ em chị em không thích nữa, em tự gắn luôn kìa. Chị đang gắn cái gì á? I'm doing a smiley face. Thường sáng cuối tuần thì nhà Kim mới ăn giống như là English breakfast. Là có xúc xích, rồi thịt xông khói, trứng này nọ đó. Nhưng những ngày trong tuần thì chị ăn giống như là trái cây nè. Chị sẽ ăn trái cây, uống sữa. Và thêm một cái vitamin tổng hợp cho em bé nè. Vitamin này giống như kẹo vậy đó cô chú anh chị. Có nhiều cái hình nè. Trái dâu, trái cam gì đủ thứ hết trơn, giống như kẹo dẻo vậy đó. Rất là dễ ăn. Rồi ăn cái bánh mì đó. Có bữa thì ăn bánh mì đó, có bữa thì ăn bánh rán hoặc là bánh bánh mì nướng kia, bánh mì nướng quét mứt hoặc là quét bơ lên hoặc là phô mai hay thịt nguội gì đó, ăn như vậy thôi. Ăn sáng ở bên này rất là đơn giản luôn, rất là nhanh. Buổi trưa ở trường là 11 giờ rưỡi là Chi đã ăn trưa rồi cô chú anh chị. 11 giờ rưỡi ăn rồi tới 2 giờ đó, 2 giờ là ăn một lần nữa, kiểu như ăn nhẹ buổi xế đó. Xong rồi đi về. Về nhà 3 giờ 15 là tan trường. Về tới đây là khoảng hơn 3 giờ rưỡi. Rồi Kim cũng cho ăn nhẹ nữa. Xong rồi chiều khoảng 5 giờ, 5 giờ mấy đó là mình ăn tối. Rồi trước khi đi ngủ là uống một ly sữa nữa. Cũng ăn rất là đầy đủ đúng giờ. Một ngày ăn trái cây hai cử ha. Sáng nè. Cái lại buổi xế chiều chi về Kim cũng cho ăn trái cây. Rồi ăn thêm một cái gì đó. Nhưng mà vẫn nhỏ con hay giống mẹ ha cô chú anh chị. Chị ăn lẹ đi con à, bây giờ là đang ưu tiên cái giờ ăn để đi học chứ không phải ưu tiên về chơi nha con nha. Nghe không? Cái nhà bếp của Kim hôm nay người ta sẽ đến lát gạch xung quanh tường này cô chú anh chị đó. Dạ.
Người ta đã làm xong rồi mọi người. Ngày hôm nay là cái anh này anh làm nguyên một ngày luôn đó. Tôi thấy làm rất là kỹ. Để từng cái lúc nãy mà để vô trong từng cái kẽ này ha. Là do nhiều khi cái viên gạch của mình, anh nói là nhiều khi cái viên gạch của mình nó bị phên hoặc là nó cong, anh phải để như vậy đó, để điều chỉnh từ cái mức độ nó bằng nhau hết, nó bằng phẳng, nó không có bị phên, không bị cong. Người ta đã dán cái lớp đó rồi để cho ngày mai nó khô. Thì nó khô một đêm nay, ngày mai người ta đến nó sẽ ấy kêu vô đây nè mọi người. Cái gì ở những cái lớp giữa những cái cục gạch này gọi là cái gì kia không biết, đó có phải gọi là keo hay là cái gì đó kia không biết. Nó là người ta sẽ là đến ngày mai làm nữa thì rất là nhanh, chỉ kêu trong đây thôi. Cái kẻ đó là xong rồi đó. Vô những cái kẻ này hết nè. Những cái chỗ này nè là ảnh để vô cái miếng sắt thép gì đó. Kim lấy cái màu, có màu bạc và một, nói chung là có nhiều màu lắm, mình muốn cái màu nào là người ta làm cho mình cái màu đó. Kim lấy cái màu này nè. Cái màu này nó giống với cái màu của cái vòi nước luôn mình, chứ anh chị. Tô nữa là xong hết mọi người. Sơn tường nữa là xong. Sơn tường thì cái chú sơn tường là khác với cái anh làm gạch nữa. Mỗi người làm một công việc riêng ở bên này cho nên là lâu là như vậy đó mọi người. Cái chú sơn tường thì tuần sau, giữa tuần sau chú mới đến làm được, và kéo dài thêm nữa. Nhưng mà tạm thời bây giờ nhà bếp của mình đã sử dụng được rồi đó cô chú anh chị. Ba chị mấy hôm nay làm việc trên lầu. Mà hôm nay 26 độ cô chú anh chị. Hôm nay là cái ngày mà nắng ấm 26 độ từ đầu hè tới bây giờ là được có 2-3 ngày rồi đó. Ba chị làm trên lầu nóng quá, chạy xuống đây làm luôn. Thế bây giờ Kim làm cái gì, Kim ăn trưa mà giống như là không có đói nữa, làm nước uống. Just trying to look at it again, actually, because you gotta read it like 4 or 5 times. Get it all. No. Yeah, I mean, sounds like there was a lot of promises that were made. Yeah, no regard for Shetty whatsoever. Chris Thackler was the last guy that Edwin hired before he was fired. And eBay's ready to promote him and kick Miller out. He's telling this guy this shit. And it's like, Chris isn't lying about this stuff. No. But how could anybody make those promises so early on when that person themselves, when the Reynolds gone, and a bunch of other people are really pissed off with it? Kim đang đi IKEA hả mọi người, đây là một cái showroom bán đồ nội thất này của chú anh chị, cái gì cũng có hết trơn á. Hôm nay đi vô đây mua một ít đồ cho nhà bếp, tìm coi có cái gì không hả cô chú anh chị. Mua 2 cái ghế với lại mấy cái thùng đựng đồ và xem coi có cái gì mua được nữa không. Shop này rất là lớn luôn. Chị đi học về thay đồ, mang ba lô đồ, ẩm ẩm thú bông đi nữa, hồi là chị ôm chứ không có đưa cho mẹ đó nha, mẹ đi mua đồ đó nha. Bà đi cái gì bà cũng đòi cầm theo hết trơn á, một hồi là mệt.
2 hours and I'm leaving. Tick tock, tick tock. Tony nói là đi 2 tiếng thôi nha. Tại vì trong đây rất là lớn, người ta chỉ có một đường đi vô thôi cô chú anh chị, giống như là đường một chiều vậy đó. Đi vô từ cái cửa đi vô tới cửa đi ra, tính tiền là vòng, ta dẫn mình đi cho mình xem hết cái đồ trong shop luôn đó. Để mình mua nhiều á, người ta rất là thông minh hết cô chú anh chị. Làm việc kinh doanh rất là thông minh luôn, để cho mình sẽ đi qua hết những cái gian hàng của người ta luôn. Đây nè, lúc nãy nói về cái việc em Chi nè. Em Chi đi đâu cũng có cái gì cũng muốn mang theo hết trơn á. Rồi xong rồi một hồi mệt là sẽ đưa cho ba hoặc là mẹ cầm. Mà hôm nay mẹ sẽ không có cầm cho Chi đâu. Hôm nay mẹ bận mua đồ, mẹ không cầm đồ cho Chi đâu á nha. Look at that line, look nice. Too late, baby. You spent £300 already. Yeah. Đây này, Kim thích mấy cái đèn như vậy nè. Đèn trúc, đèn tre, đèn trúc. Nhưng mà đã mua đèn rồi, cô chú anh chị ơi. Đây nè, cái không gian này người ta bày sẵn cho mình xem nè. Này giống như là bàn ăn ha. Rất là đẹp luôn. Trong kia là bếp. Shop này người ta cũng thiết kế vẽ cho mình xem luôn á, thiết kế nhà bếp, thiết kế nhà cho mình đó. Người ta đến, người ta đo đạc xong rồi người ta thiết kế luôn. Nhưng mà Tony không thích chỗ này. Tony nói là cái này giống như cái thương hiệu bình thường. Nhưng mà Kim thấy cái này là cũng của châu Âu, mà này là cái cửa hàng như của Thụy Điển hay gì đó. Cũng rất là đẹp, cũng nói chung là nó trang trí hiện đại, đẹp đó cô chú anh chị. Sorry. Let's go nè Chi. Không, đi ra đây đi con à, đi kiếm đồ mua. Thôi nha, đi nhanh về nè. Nè, the tent for Chi. She can play in the garden. Cái lều này dễ thương quá. Cái lều này cho em Chi chơi ngoài giường được nè. Chị thích không? Cái này có 35 bản Anh thôi, khoảng 1.1-1.2 gì đó, dễ thương nè. Có mấy cái cây với lại cái liều này. Đi con, em muốn mua mấy cái sọt giống như vậy nè, để đựng đồ hả cô chú anh chị. Cái sọt đang lát này dễ thương. Ơi con, cái ghế sofa này có thể nằm, có đồ gác chân luôn nè, để xem tivi ha, đọc sách gì đó. Êm ái ha cô chú anh chị, 300 bản Anh là khoảng 9 triệu. Đây nè, bán đồ nội thất đẹp ra chưa, quá trời nhiều luôn. Đây nè, đây cái ghế này nhìn kiểu hôn quê ghê á, kiểu ghế đan lát cũng có đầu gác chân nữa nè. Cái đầu gác chân này thôi là 85 bản Anh. 85 bản Anh là khoảng nhiêu, khoảng 2.5 triệu đó. Còn cái ghế này là khoảng 200 bản Anh, 199 là cũng như 200 bản Anh, 6 triệu nè. Mấy cái đồ đan bằng mây, bằng tre gì đó. Mở bên đây bán mắt thấy ghê cho mọi người. Mấy này sách đi được. Để uống trà cà phê gì đó ha. Cái này để ngay chỗ sofa nè. Rồi xong ở dưới đây có thể để gói, để mền gì nữa nè. Cái gì con? Không có mua cái đó đâu, ở nhà Chi rất là nhiều rồi. Thôi. Ôi. Honey, look at that. So cute. I always want to buy something for her like that. She don't have any. Cái ghế cho em bé ngồi dễ thương. Cái ghế sofa nhỏ xíu cho em Chi. Cái ghế này 160 bản Anh là như 618. 4.8 triệu, trời ơi là trời. Một cái ghế, một mắt. Không, cái ghế này được nè. Cái ghế này có 45 bản Anh là chưa đến 1.5 triệu. Ghế này được nè, dễ thương kìa. Kim đang kiếm ghế cho quầy bar nè hả chú anh chị. What about something like that? That's one. I don't think that color look right. Đây có ghế gỗ. Is what you can do is you could buy a chair like that that's wooden, and you can buy a cover to go on top. You know what I mean? Cover. You can buy a cushion. This then. Cushion. Buy a cushion. Like that. Này có ghế có thể tăng chiều cao được nè. Cái ghế này cũng dễ thương. Mà tôi đây không thích.
Bên đây là những cái bàn, nhiều bàn lắm nè. Bên đây người ta làm một cái mô hình nhà bếp nè cô chú anh chị, mình có thể vô đây tham khảo. Xong rồi cái người ta sẽ thiết kế cho mình. Mua cái này về máng cho để đồ được nè. Tất cả những cái gì trong đây là đều bán hết trơn á. Mình nhìn cái mã số này nè. Trên đây có cái mã số nè, xong rồi cái mình ra ngoài kia mình lấy. Dạ. Ở trong đây không có nhiều lựa chọn của chú anh chị. Cuối cùng là Kim chọn cái này ha. Em thấy cái này là được nhất nè. Có, nó có nệm với lại nó có cái này. Cái màu không có trắng quá trắng tươi như đó. Cái màu này kem kem nè, giống như cái màu nhà bếp của Kim luôn đó. Đó. Còn những cái kiểu này thì nó không phải là bằng gỗ. Cái này thì cái dựa lưng nó hơi cao quá. Nó mà nó cũng hơi bề ngang, nó hơi dài quá nữa. Còn cái đó thì hoa hè nó lại không có đi với nhà bếp của mình. Còn bên này thì màu đen, Ba Chi lại không thích màu đen. Những cái ghế này thì nó bằng sắt, Ba Chi thì không thích bằng sắt. Nó nói chung là chỉ có một cái đó thôi. Và cuối cùng là chọn cái đó rồi đó cô chú anh chị. Mình chụp hình ha, mình chụp hình cái mã với cái lô, cái hàng nào nó nằm ở cái lối nào đó, họ mình ra đúng cái số đó mình lấy ha mọi người. Why? À, đừng đụng cái thùng rác nè. Sao buồn? Chị muốn gì? Chị muốn cái gì? Muốn mẹ đi vô đó đó hả? Rồi đi nhanh đi ba la bây giờ đó. Bây, ở đây người ta thiết kế những cái đồ rất là thân thiện này cô chú anh chị, đồ đan lát không à. À chị nó muốn cho mẹ xem cái kính này nè, cái kính này có thể kéo ra kéo vô đâu, kéo cho mẹ xem coi. Trời ơi, hiện đại dữ vậy ta, mua cái đó về lau chùi cho đã luôn, nó dính bụi trong đó chùi mệt lắm. Đi con à. Kim mua cái gì Kim cũng nghĩ tới cái việc lau chùi dọn dẹp hết trơn. The only thing with buying a chair that already has the cover on it. When it gets dirty. Won't be able to wash it, or only have to be able to clean it. If you buy a chair without a cushion, means you only have to replace the cushion. Cuối cùng bây giờ thay đổi nữa rồi, thay đổi ý định. Mua cái ghế mà không có cái nệm. Tại vì nếu mua có cái nệm mà lỡ mà để đổ nước, đổ cà phê hay đổ đồ ăn lên đó là sẽ dơ. Cho nên là bây giờ mua cái ghế này nè cô chú anh chị, mua cái ghế này cũng giống y chang lúc nãy luôn, nhưng mà cái loại này không có nệm. Đây. Sẽ mua cái hai cái niệm đó về để riêng, sau này sẽ mình sẽ thay niệm được. 101226 47. Okay, honey, can you take a picture of that one, babe? Bây giờ phải chụp hình này nè, chụp hình này xong rồi đi ra cái lối này nè lấy nè. Tính ra thì cái ghế này cũng rẻ ha mọi người, 65 bảng Anh, khoảng 8-9 triệu gì đó. Cái lại mua thêm hai cái ghế niệm, một mỗi cái ghế niệm có 5 đồng thôi. Đây, đã lấy hai ghế niệm rồi, là có 150 ha. Nhiều lắm cô chú anh chị ơi, vô trong đây là lóa mắt luôn. Đây những cái này là 15 bảng là 450 một cái này nè mọi người. Nó mua một hàng nó cũng đẹp chứ bộ. Hả? Đây những cái phòng này người ta thiết kế nè mọi người, thiết kế cho những ai mà muốn làm nhà bếp, nhà tắm, phòng khách gì đó. Đây là cái khu làm việc cho những cái người thiết kế nè. Ở bên đây những người thiết kế kinh thấy người ta làm việc tại showroom luôn như vậy đó. Tại vì khi mà khách hàng đến, nó thiết kế xong khách hàng đến đây ngồi luôn. Nó chọn ra. You say you want to buy something? Oh yeah, that's what we need, yeah. Yeah. I want one of these. Which one? What do you want? You know, for when you're tossing chips over. And this one is for bringing, no, that one's not perforated though. I think they got more down there. Yeah, they probably have, yeah. Đây, trong ngoài kia là có bán những cái sọt này nè, cô chú anh chị có cái quay sách luôn ha. Này giống như này nè. Yeah. Đang làm mưa làm gió, Kim thấy nhiều người, rất là nhiều người review cái này luôn. Cái này là 8 đồng, là khoảng 240 ngàn đó mọi người. Có rất là nhiều màu luôn kìa. Màu vàng, màu trắng, màu xám, yeah. What? 2 pound and 3 pound or something over there. Tony nói là không có thích mấy cái đồ bằng nhựa, không thích những cái đồ bằng nhựa, nhìn nó không thân thiện môi trường.
Bên đây là những cái kệ bằng cái rổ, cái gì bằng nhựa nhiều lắm nè. Đây. Cái này có cái đầu máng cho nó nè. Cái này đựng gì được ta? À, cái đầu rửa chén. Chỉ có 75 phi thôi, 21.000, khoảng 22-23.000 gì đó. Đây để Kim xem cái này có gì đây nè. Cái này bằng cái gì ta? À cái này không phải bằng nhựa nha, nhưng mà nhìn rất là đẹp nè, giống như bằng thiết hay bằng gì á. Đây cũng có cái móc vô nữa nè, móc vô nè. Này nó đựng gì ta? À, kia không biết này nó đựng gì nữa, để làm cái gì nữa. Có nhiều cái ngộ quá. Đây là cái móc máng nè ha. Cái móc này 5 đồng 2 cái. Hai cái này 150.000 để sợ chứ. Cái này được mấy cái móc? 2 4 5. Cái này 5 đồng được 5 cái, cái này cái nhỏ hơn. Kim lấy cái này đi. Cái này thiết kế bàn game nữa nè cô chú anh chị. Trời trời bà Chi nữa, bà Chi thấy bàn game mới là bà ngồi. Đi con à, này người ta bán bàn ghế nè. Ta để sẵn mô hình cho mình, những cái gì ở đó là đều bán hết trơn á, để bán giá hết trơn kìa cô chú anh chị. Let's go con. Đi. Đây ghế. Ghế làm việc, ghế chơi game như đây nè. Bà chị có thấy cái gì mà cũng nhốn nháy không nha. Trời ơi cái phòng ngủ gì mà đèn nhiều dữ thần vậy trời. Đây, ăn sáng trên giường. Breakfast on bed là như vậy ha cô chú anh chị. Có cái mâm nè. Đem đồ ăn sáng lên giường nè, dễ sợ chưa. Đó, ba chi đồ như vậy đó nhưng mà Kim nói không, ăn rớt trên giường nha, đi xuống nhà bếp ăn nha. Because nobody ever bring me breakfast in bed. Yes, Daddy, because it will spill over. Hey. All over. Yeah. Nobody bring me breakfast in bed. You can bring it for me. Nè. No. Đây là những cái mâm lúc trước Kim có mua rồi nè. Daddy, you should have bed. Daddy, you should have. Cái giường nhiều gói dễ sợ không? Tối ngủ là phải giục hết gói ra ngoài. Đây là phòng của đàn ông. Nè, bút, nón bảo hiểm gì nè, nhìn cái phòng thấy thể thao coi chưa, áo da. Mẹ sorry, chị té ha, đứng lên. Mẹ sorry, thương cục cưng của mẹ. Ồ, thương quá à, chị đau không? Mẹ không thấy con, mẹ xin lỗi chị nha. Ờ, mẹ xin lỗi chị, ba đâu mà không tiêu rồi. Ba đi kiếm gì vậy? Đó. Đi vòng vòng từ lúc đi vô đến đi ra người ta dẫn mình đi hết những cái lối luôn mọi người. Lối nào cũng đi hết trơn nè. Đây nè, nhiều loại giường quá chừng. Đây người ta xài nhiều cái đèn này ghê chưa, vậy mà Kim xách qua đó, ba chi không chịu. Giường tầng. Cái giường này bề ngang nó rộng cái ghê vậy ta. Bề ngang quá chừng rộng luôn nè. Cái này giường nhỏ xíu, giường này giường đơn. Giường đơn nữa nè. Chị đừng có để dép lên giường nha con. Let's go nè chị nè. Chị mệt hả? Đi nữa. Mệt quá rồi. Trời ơi. Cái giường tầng dễ thương chưa. Cái phòng này của quý cô gì nào mà lấp lánh dữ thần vậy đây nè. Đây nè, kim sa hột lụ. Màu mè quá trời, em chi mê rồi. Ừ, đi con à. Nó phải cho chi đâu, cho người lớn rồi đó. Đi. Quá trời màu mè luôn. Chi thích mà chi lớn thì chi mới được, giờ chi nhỏ xíu mà. Đây là phòng của trẻ em nè cô chú anh chị. Mấy cái bàn này dễ thương chứ nè, cái bàn cái ghế cũng đẹp nữa.
cho mấy bạn nhỏ ngồi chơi nè. Đây người ta thiết kế bàn cho trẻ em. Ôi trời, ủa chi chung qua được luôn á hả? Hay dữ vậy ta. Ở đây có cái giường dễ thương chưa nè. Trời ơi, cái giường em bé quá trời cưng luôn. Cái giường dễ thương ha. À xem thấy đây có cái loại giường không? Tôi chi cái giường lúc trước đi mấy chỗ kia mà chưa có tìm được, xong tới bây giờ vẫn chưa có mua luôn. Come on, Lauren. Rồi chị lấy cho mẹ một cái đi. Cái nào? Một cái thôi. Có ngay không? Rồi bỏ này vô đi. Ngoài con mẹ đã đựng bánh mì nè cô chú anh chị, bánh mì trong đây nè mà nó hơi to đó mọi người, bự quá. Đây Kim cho cô chú anh chị xem cái này vui lắm. Cái này mọi người biết cái gì, cái này giống ghế ngồi dưới quê Kim nè. Cái này là để cái thớt nè, cái thớt xong cắt có cái này để vô, Kim mới lấy một cái rồi. There's some things that you shouldn't buy here, I don't think. Kim đang kiếm thì mấy cái nồi, mấy cái chảo mà Tony không cho Kim mua. Đứt tay đó nhanh chi. Tony không cho Kim mua, nói cái này không có tốt. Để đi đi cái shop khác mua. Đúng là ở đây Kim thấy nó cũng rẻ tiền so hơn với những cái shop khác. Và cái nồi, cái chảo á, nó rất là mỏng luôn mọi người. Ngày xài mấy bữa chắc nó bị mớp á. Nên là thôi Kim nghe lời Tony luôn, Kim không có mua. Chair for the kitchen chi. Bây giờ đã mua xong rồi cô chú anh chị, bây giờ ra đây lấy hàng hả mọi người. Đây là những cái dòng nè, người ta để số hết trơn nè. Người ta để số hết trơn nè. Là mình đi đến đây là sẽ lấy hả cô chú anh chị. Có rất là nhiều luôn. Cái kho rất là lớn luôn mọi người. Absolute. Kho quá chừng luôn mọi người, kho lớn quá chừng luôn. Đây nè, hàng hàng giải giải luôn, tại vì có rất là nhiều món đồ mà. Những món đồ nào mà lắp ráp hay là bàn ghế, những cái gì mà lớn đó, giường gì đó, là người ta để trong thùng, đóng thùng, kho hết. Mình về mình tự lắp ráp ha. Tủ gì nè. Đa số đồ trong đây là người ta bán bằng cái gì ván ép thôi à, không có phải là gỗ tốt. Đồ không có mắc, cũng không có đắt tiền lắm á mọi người. Nói chung là đồ bình dân á, so với bên này là bình dân của chú anh chị. Đây ba chị đã lấy được rồi nè. Hai cái ghế với lại một cái ghế cho Chi. Đi cái shop này là phải bỏ ra ít nhất là 2-3 tiếng đồng hồ của chú anh chị. Tại vì mình đi dạo một vòng hồi nãy, Kim đi dạo một vòng hết bao nhiêu rồi, gần 2 tiếng rồi. Xong rồi bây giờ ra tìm lấy đồ nữa mọi người. Tìm lấy đồ. Cái này là phải có ba chi đi mua mới được, chứ một mình Kim đi là cũng không được nữa. Tại vì mấy cái đồ này nó nặng dữ lắm. Mình rinh không có nổi mà nó ở trên những cái kệ cao đó. Rồi ra xếp hàng tính tiền nữa. Rồi Chi xuống cho ba để cái đó lên cái con. This is yours, so and if you sit on that, it's going to damage it. In fact, you don't want to sit on this box because it's going to damage inside. Right, you need to go back to Logan. Hello, Jay. Hello, come back. We've got Bonnie. Really? Still filming? 7 giờ tối ra coi chú anh chị. Unreal. Absolutely unreal. Cái nhà kia nó mua xong rồi, bây giờ đi về. Ba chị muốn ăn McDonald's là hamburger đó. Đó, bây giờ mua đồ ăn. Ý là đi nhanh đó là. Mà cũng 7 giờ. Lúc đi ở nhà đi là 4 giờ 45. Hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây. Có McDonald's nè hả cô chú anh chị. Kim có hamburger. Cái hamburger ở đây nhìn nó ốm yếu dễ sợ, nó mỏng dánh hả. Có hai lớp thịt luôn mọi người. Yummy.
Hello, Kitty. Chi có gì vậy? Chi, cái phần của Chi có sữa nè. Kitty got chips and she got... That's not Hello Kitty. You can get your nuggets out, right? Ba Chi này có nước uống nè. Chip. Ba Chi có hai cái hamburger luôn hả? Một cái burger giống của Kim với lại thêm một cái nhỏ nữa. Nuggets. Nuggets. Yeah, Chi. Yeah, babe. Chi ngồi xuống đây, Chi làm gì quỳ gói cho con. Honey, make yourself some chips, okay? I don't want it, thank you. You have it. Ăn thịt gà nè, mời cô chú ơi. Ngon. Chocolate milk. À, chú ơi.